Tôi có một món quà mà tôi muốn dùng cái video này để tặng cho các bạn theo dõi cái kênh YouTube mà tôi làm. Đặc biệt là những cái bạn trẻ đang chuẩn bị cái độ tuổi mà bước đi vào cái sự nghiệp công việc của mình. Bởi vì các bạn sẽ bước đi vào cái công việc của mình mà các bạn sẽ không có kinh nghiệm, chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ cái sự chín mùi. Bạn sẽ thua thiệt rất nhiều so với những cái ứng viên khác, những người mà có rất nhiều kinh nghiệm, đã làm nhiều công việc từ trước tới nay dạng dạng như vậy. Thì họ đi trước các bạn một bước. Như vậy thì làm sao để các bạn có thể cạnh tranh được với những người như vậy, để thể hiện được mình là ai, mình có năng lực ra làm thế nào, và làm sao để trong cái con mắt của cái nhà tuyển dụng để các bạn có giá trị của các bạn. Nhưng mà đó chỉ là một việc. Cái việc thứ hai mà cái món quà này đem lại cho các bạn, nó có thể áp dụng trên hành trình của các bạn xuyên suốt từ bây giờ, lúc các bạn còn đang ghế nhà trường ha, cho đến cái sau này các bạn già đi, lớn lên, lập gia đình những dạng như vậy, thì cái món quà này nó đều có thể áp dụng được. Và nó áp dụng rất rất hữu hiệu, rất cần thiết cho bất kể cái gì mà các bạn đụng tới, các bạn gặp phải ở bất kể thời điểm nào. Tôi tên là Nội Hà. Tôi sinh ra và lớn lên ở cái thành phố Đà Nẵng nhỏ, nhỏ nhỏ xinh xinh. Thì cái tuổi 18 thì tôi bắt đầu đi sang Mỹ và tôi đi du học. Tôi đi sang Mỹ, tôi đi du học và lúc đó thì sốc văn hóa vô cùng các bạn. Qua gặp những cái bạn mà Tây tiết cái này cái kia, trời ơi, họ là cái độ mà dạn dĩ của họ so với mình thì mình thua xa luôn. Và thế là cái là mình càng thua thì mình càng ngợp thì mình càng làm cái gì? Càng rút lui lại. Càng thấy người ta giỏi quá, người ta cái gì cũng dám chơi, dám làm, dám chịu, biết cái gì cũng biết hết trơn. Cuối cùng mình nhìn thấy họ, cái mình thấy mình sợ. Và sợ cuối cùng mình rút vào trong cái vỏ kén của mình, vỏ sò của mình, để mình núp, mình chặn lại và nghĩ là cái vỏ sò nó sẽ bảo vệ, bảo bọc được cho mình. Và khi bảo bọc được cho mình như vậy, mình an toàn. Và bởi vì mình an toàn, những cái vỏ sò đó nó cứ nằm yên một chỗ à. À, và nếu mà may mắn thì cái vỏ sò đó mình được gặp, được nằm trong nước thì cái sóng nó đưa ra thì nó ra, đưa vô thì nó vô. Nhưng mà nếu mà xui, cái vỏ sò nằm trên cát ấy, thì theo thời gian thì nó cứ sẽ bị nắng, bị mưa, bị nắng, bị mưa, rồi tới nó mục rã ra và nó biến mất, nó bị tan vào hư vô. Đó. Cái món quà của ngày hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn, nó liên quan đến cả một cái hành trình mà Tuấn Liên lớn lên và phát triển, đi làm, gặp được rất là nhiều người nổi tiếng. Và trong 3 năm rưỡi đổ lại đây các bạn, 3 năm rưỡi vừa rồi là một cái hành trình mà tôi nói là tuyệt vời vô cùng. Tôi có một cái may mắn là giữa cái mùa dịch Covid, tự dưng cảm giác là rảnh rỗi quá, phải làm cái gì để cái giết thời gian của mình là cái đầu tiên. Phải làm cái gì để cho cái thời gian của mình nó hữu hiệu mà hữu ích, và tôi có thể học được gì đó, đồng thời những người xung quanh tôi có thể học được gì, những gì đó từ những cái tôi làm. Thế là tôi mới nói là ok, mình là đứa thích chạy bộ, mình là thích tập thể dục cùng với vợ mình, và mỗi lần đi chạy bộ tập thể dục như vậy thì hay bỏ vào cái tai để nghe những cái podcast, những cái TED Talk, những cái video và những cái audio gì đó mà nó hay, nó hữu ích, để mình có thể vừa vận động được cái thể lực của mình, thể xác của mình, mà vừa học được cái chí gọi là tinh thần, rồi tiếp nạp thông tin vào trong cái cơ thể của mình nữa. Đó, gọi là tham lam đó các bạn, ngay từ tham lam là cơ người là muốn tùm lum tà la thứ vậy đó. Thì trong cái mùa dịch Covid mình nói là ok, bây giờ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, sau đó là rảnh rảnh quơ, rảnh quét từ từ 5 giờ lẻ 1 phút cho tới 8 giờ 59 phút sáng hôm sau. Thì tôi làm cái gì để cho cái khoảng thời gian đó nó maximum nhất, nó hiệu quả nhất. Thì mình mới nói ok, tôi sẽ thử xem. Giống như thay vì là cái thằng chạy bộ mà mang cái tai nghe và nghe những người này nói, thì bây giờ tại sao mình không thử nói chuyện với người đó trực tiếp? Thế là trò chuyện với lại bà vợ, rồi lên kế hoạch, bắt đầu phỏng vấn một loạt những anh chị nổi tiếng ở Việt Nam, xong bắt đầu nhảy qua một loạt những anh chị nổi tiếng Singapore, một loạt những anh chị nổi tiếng Malaysia, một loạt những anh chị nổi tiếng ở nước này nước kia, Thái Lan, Đài Loan, dạng như vậy. Và cuối cùng các bạn biết không, trong 3 năm rưỡi tôi phỏng vấn hơn 1.000 những anh chị leader giỏi, những người cực kỳ nổi tiếng ở trên tới 73 nước. Và cái tuần này vừa rồi này là tôi phỏng vấn một cái anh tên là Riot, anh ở bên Jordan.
Và cũng rất bất ngờ nha, anh chàng này lại học ở Seattle, học ở cái chỗ tôi học nữa, mới đặc biệt đâu, không đi phỏng vấn kết nối kiểu gì ấy, mà một người thì giới thiệu cho một người thì giới thiệu cho một người, cuối cùng là phỏng vấn các anh chàng này cũng rất là giỏi mà lại học cùng ở cái thành phố mà tôi đi du học. Thế giới nó nhỏ như vậy nè các bạn. Đó, và trong cái quá trình phỏng vấn như vậy á, tôi nhìn từng người một, tôi nhìn từng người một, tôi nói chuyện với từng người một, tôi nhìn thấy ở trong họ có cái sự điềm đạm của tuổi tác, của kinh nghiệm, cái sự chững chạc, cái sự sâu lắng của cái việc mà họ, cái tư duy, suy nghĩ của họ nó sâu sắc, cho nên họ rất là sâu lắng. Và từ những cái đó, họ rất là nhẹ nhàng. Và cái món quà mà tôi đem đến các bạn đó là họ rất là tự tin. Họ cực kỳ tự tin. Họ tự tin bởi vì sao? Cái hành trình của họ, họ đã nếm trải cái thăng, cái trầm, cái đúng, cái sai, cái tốt, cái đẹp, cái xấu, cái gì cũng có hết. Họ tự tin bởi vì cái hành trình đó, họ bồi bổ trong cái hành trình đó cái kiến thức, cái kinh nghiệm, cái mối quan hệ, cái câu chuyện, bao nhiêu là thứ. Cho nên cứ mỗi người mà tôi trò chuyện thì có một vài thứ tôi sẽ hỏi họ. Ok, cái sự tự tin của họ đến từ đâu? Làm sao để mà họ phát triển cái sự tự tin của họ? Rồi làm sao mà mình có thể lấy cái kinh nghiệm đó chia sẻ lại cho những người bạn, những người mà xem video này của tôi này, để xem cái làm sao có thể truyền tải cho các bạn được cái sự tự tin của họ nó như thế nào, để mà bạn có thể lắng nghe và áp dụng và ôm ấp nó vào trong cái hành trình phát triển của các bạn. Tự tin là một cái. Thứ hai mà tôi gặp bất kể người nào trong cái hành trình đó, tôi đều hỏi là làm sao để họ phát triển cái suy nghĩ của họ. Và đó là lý do tôi viết cuốn sách là Thinking. Thinking tôi để bên sau này có cuốn sách là 8 bí mật giúp cho các bạn có thể phát triển được cái khả năng tư duy suy nghĩ của mình. Và đó là sự đúc kết của hơn 1.000 cái buổi phỏng vấn khác nhau, của hơn 1.000 con người ở trên 70 mấy nước. Những người leaders, những người top leaders, những người mà chuyên gia rất là giỏi. Cho nên những bạn nào mà thích đọc cuốn sách này á, thì liên hệ với tôi có số phone này 0905886587. Số phone của tôi là 0905886587. Các bạn có thể WhatsApp tôi, có thể Zalo tôi, có thể Viber tôi, có thể nhắn tin bình thường cho tôi, thì tôi sẽ gửi cho các bạn cái link để các bạn có thể download cái cuốn sách đó xuống để các bạn đọc. Trong đó có rất nhiều cái câu chuyện của những người rất là giỏi, và tôi viết là tại sao từng cái câu chuyện đang xen như thế nào để ra được cái 8 bí mật mà giúp cho người ta giỏi như vậy, suy nghĩ giỏi như vậy, và các bạn có thể áp dụng được nó. Ok, những video này, cái món quà tôi để đến các bạn đó là cái sự tự tin. Ok, thì sự tự tin, nếu mà như tôi nói là mỗi người họ sẽ chia sẻ những cái quan điểm của họ. Ví dụ như là tự tin nó đến từ cái việc là khi họ sinh ra, có người thì ở một cái gia đình đó nó hạnh phúc, nó vui vẻ, nó được ba mẹ ủng hộ, ông bà ủng hộ, cái môi trường xung quanh ủng hộ để làm bất kể cái gì họ muốn, để có thể trải nghiệm, thử nghiệm, có thể tiếp cận bất kể cái gì họ muốn. Cho nên khi còn bé xíu, họ đã có cái sự may mắn, cái sự tự tin đó rồi. Đó. Rồi trên cái hành trình phát triển kế tiếp thì đi học, đi hành những cái hành trang của họ, họ sẽ có thêm những người đồng đội, người bạn, người học sinh, người thầy, người cô, những người hỗ trợ cho họ để họ tiếp tục đạt được những thành công này, đạt những thành công kia. Thế là cái tự tin nó từ đây lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Đúng không? Đó, nhưng nếu cũng có những người khác họ sinh ra, ví dụ như tôi nói chuyện với Marshall Goldsmith. Marshall Goldsmith là số 1 về coach trên thế giới. Marshall Goldsmith là coach cho rất là nhiều CEO của Walmart, của nhà băng này, của băng kia, bao nhiêu thứ khác nhau, cũng cho Steve Jobs của Apple, rất là nhiều. Không có được cái môi trường như vậy. Lớn lên ở nhà thì là nghèo, trong nhà thì không có điện nước nha các bạn, không có nước nữa. Thế mà muốn đi toilet thì phải đi ra khỏi nhà, đi ra một cái nhà mà gọi nhà vệ sinh mà xây ở ngoài, ở xa nữa cơ. Đó. Nhưng mà có một cái may mắn là có một người mẹ ở nhà với ổng, cho nên người mẹ đó sẽ suốt ngày là bắt học đi. Và rồi cái học đó thì giúp cho ổng có một cái bộ dày về kiến thức về toán lý hóa sinh sự địa dạng như vậy. Cuối cùng đó, đi học thì những cái điểm số cũng đem lại cho ổng cái sự tự tin. Rồi sự tự tin đó chính gọi là tiếp bước cho Marshall Goldsmith cái hành trình trở thành một người coach số 1 thế giới về sau này. Nhưng mà có một cái, bạn có sinh ra ở trong cái gia đình mà có điều kiện, cái môi trường mà có hỗ trợ cho bạn, hoặc là bạn không có sinh ra trong môi trường có điều kiện, không có được cái sự hỗ trợ ở cái môi trường xung quanh của mình, của những người xung quanh của mình, bạn vẫn có thể xây dựng cho bạn cái sự tự tin đó được. Và đó là
cái hành động mà các bạn có thể làm. Khi các bạn có một cái ý tưởng nào đó, các bạn hãy tìm cách thực thi cái ý tưởng đó. Các bạn muốn chạy bộ, muốn đạt được cái chạy bộ 1 cây số, hãy làm sao để các bạn mỗi ngày tập chạy bộ để có thể chạy được 50m, 100m, 200m, 300m, để tới một ngày các bạn sẽ chạy được 1 cây số. Rồi khi bạn được 1 cây số, các bạn đặt ra cái mục tiêu là chạy 5 cây số, là chạy 10 cây số. Thì khi các bạn là có một cái thói quen ấy, biến ý tưởng thành hành động, đưa cái idea nó thành action, take action nghĩa là thực thi cái ý tưởng. Cái hành động mà các bạn làm ấy, nó bắt bộ não của các bạn phải suy nghĩ để làm sao đạt được cái kết quả mà bạn mong muốn. Và bộ não của mình nó thông minh vô cùng thì nó sẽ suy nghĩ là ok, để đạt được điều đó chúng ta cần làm cái gì, chúng ta cần làm ra làm sao, chúng ta cần học những cái nguồn nào. Ví dụ chạy bộ, bây giờ thiếu tra gì cái kênh mà nó dạy về chạy bộ đúng không, thiếu tra gì những người bạn của mình mà họ chạy giỏi, thiếu tra những người trên mạng mà họ là influencer, là những cái người ảnh hưởng mà đem cái kiến thức nó lan tỏa cho người khác có thể tập được những cái healthy, là cái giữ gìn sức khỏe mà tốt. Thì làm sao để bạn có thể tìm những cái nguồn đó để mà học, tìm những cái nguồn đó để mà nghiên cứu, tìm những cái nguồn đó để tiếp nạp thông tin vào. Đó là cách mà bộ não mình vận hành, đúng không? Đó. Và khi các bạn mà biến ý tưởng thành hành động như vậy, cái bộ não sẽ đưa ra ý tưởng này, đưa ra cái hành động này, đưa ra cái giải pháp này. Và các bạn trên cái hành trình các bạn thực thi, các bạn sẽ nhìn thấy là ồ ok, có thể tôi chạy được, thay vì 50m như tôi nghĩ, tôi có thể chạy được 100m hôm nay đó. Rồi có thể tôi chạy hơn 100m, tôi chạy 200m. À, có thể thay vì tôi nghĩ là tôi cần 1 tháng để tôi có thể chạy được 1 cây số, thì bây giờ có thể nó rút ngắn hơn đó. Rút ngắn nó còn 1 tuần thôi. Có thể nó tốn cho tôi là 5 tháng tôi mới có thể chạy được 5 cây số, thì bây giờ có thể là đâu đó khoảng 2 tháng thôi. Đó là kinh nghiệm, đó là cái trải nghiệm. Bởi vì khi mình hành động rồi, mình sẽ nhìn thấy được cái kết quả. Khi mình nhìn cái kết quả được, mình sẽ nhìn thấy là mình làm cái nào tốt, cái nào chưa tốt, cái nào đúng và cái nào có thể làm tốt hơn nữa. Đó, đó là cái bí mật, cái sức mạnh của sự hành động. Và từ cái hành động đó, đó, nó sẽ giúp cho bạn có những cái trải nghiệm, có những cái cảm giác. Các bạn có thể hiểu được mình hơn, hiểu được đời hơn, hiểu được công việc hơn. Và thế là cái độ tự tin của bạn nó tăng lên dần dần, nó tăng lên dần dần. Và khi bạn có được cái tính cách là luôn luôn hành động, hành động, hành động, hành động như vậy, bạn sẽ luôn luôn ở cái tư thế là sẵn sàng để trải nghiệm những cái mới, sẵn sàng trải nghiệm cái công việc mới, sẵn sàng trải nghiệm cái dự án mới, sẵn sàng trải nghiệm một cái gì đó mà sếp nói là ok, cái này mới này, bây giờ cần có một cái team này ai tham gia, ai dám làm. Đó, lúc đó từ bạn là có một cái tính sẵn sàng rồi, bạn sẽ dấn thân làm cái điều đó. Còn nếu như bạn đang là những cái bạn sinh viên gọi là ở trên ghế nhà trường, cái sự sẵn sàng hành động nó cũng giúp cho bạn sẽ tham gia vào những cái dự án của trường, của lớp. Những cái dự án đó sẽ giúp cho bạn có kinh nghiệm, có kiến thức, sẽ bắt bạn đi làm những cái công việc mà ngoài giờ, công việc ngoài giờ nó làm những cái gì đó mới, liên tục hành động để không chỉ là cái việc kiếm tiền, mà các bạn kiếm được cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, kiếm được cái mối quan hệ, kiếm được cái suy nghĩ, cái thói quen bắt mình phải luôn luôn ở cái thế là vận động. Và chính những cái thói quen đó, những cái môi trường mà hoạt động liên tục đó, nó sẽ đẩy bạn để bạn luôn luôn ở cái chuyện là vận hành. Và cái sự trải nghiệm liên tục của cái việc là hiểu được cái này làm tốt, cái này làm chưa tốt, cái này làm đúng, cái này làm sai, một mớ những cái hỗn độn như vậy, nó sẽ giúp bạn nhìn được cái cuộc đời này ở đa chiều hơn. Để rồi đến khi mà bạn đi vào cái công việc và phỏng vấn ấy, có thể bạn chưa có kinh nghiệm như những cái ứng viên đã làm công ty A, đã làm công ty B, đã làm công ty C, nhưng bạn đã có một cái hành trình dày về vốn trải nghiệm của những cái gọi là những cái dự án bạn tham gia, những công việc bạn tham gia. Bạn có thể chia sẻ một cách tự tin với lại cái người tuyển dụng mà nói là ok, có thể em chưa làm cái đó, nhưng em đã tham gia những dự án như vậy này, em đã làm những cái này, em đã đọc những cái này, em đã có những cái riêng như vậy. Đó là thời gian của em bỏ vào thông qua cái hành động đó đã đem ra em cái sự tự tin để em có thể cảm nhận là em có thể làm được cái điều đó. Và cái nhà tuyển dụng họ thừa sức biết được là sinh viên ra trường mà, thì làm gì có kiến thức, làm gì có kinh nghiệm, làm gì đã được gọi là trải nghiệm nhiều cái project này project kia, giống như những cái bạn mà đã từng làm công ty A, công ty B, công ty C. Nên họ cũng không có thể bắt chẹt các bạn được, mà sẽ nhìn vào đó là cái
cái tính cách của bạn nó ra làm sao, cái thái độ của bạn nó ra như thế nào. Đó, khi bạn đặt mình vào cái trường hợp là action, 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 nghĩa là làm, mới cũng làm, lạ hãy dấn thân vào làm, chứ làm những cái quen, rồi tới khi có một cái project lạ, lạ quắc, lạ quơ gì đó, mình là ồ, lạ quá, không dám làm, thì không bao giờ các bạn vượt ra khỏi được cái vùng an toàn của mình. Và khi các bạn không vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, các bạn sẽ không biết mình giỏi như thế nào đó, các bạn sẽ không hiểu được cái khả năng mà gọi resilient, là lì lợm, cái bản lĩnh của mình nằm ở đâu đâu. Đó, cho nên chỉ có làm những cái mới, dấn thân, mình mới thấy mình giỏi như thế nào. Và từ đó các bạn sẽ nhận được phản hồi của những người xung quanh các bạn. Các bạn sẽ tự mình cảm nhận được cái kết quả, tự mình cho mình những cái lời nói động viên vỗ vai, cái té ra mình cũng không tệ nha. Đó là lúc các bạn bắt đầu tăng dần cái độ tự tin. Rồi các bạn đưa ra những mục tiêu mới cao hơn nữa, những cái project khó hơn nữa, cái độ tự tin của bạn sẽ cao hơn dần dần theo thời gian, cao hơn dần dần theo thời gian. Đến một ngày các bạn nhìn lại, các bạn kêu wow, không nghĩ là tôi làm được điều như vậy. Và nếu như các bạn đến những cái ngày như vậy, các bạn hãy nhớ cái video này của ông Hà nha. Hy vọng các bạn thả tim cho cái video này, chia sẻ nó để những bạn khác của các bạn cũng có thể nghe được cái sự chia sẻ của tôi, có thể áp dụng được trên cái hành trình phát triển của họ, có thể có cho họ được cái tính cách là lúc nào cũng dám làm, dám thực thi những cái ý tưởng họ muốn làm, những cái tưởng mới, những cái tưởng lạ, những cái điều mới mẻ. Để rồi đó là cách mà chúng ta phát triển cùng với nhau, chúng ta lớn lên cùng với nhau, chúng ta tự tin dần dần cùng với nhau, và nhìn thấy thế giới nó sẽ đẹp vô cùng. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn có một buổi chiều thật là tuyệt vời. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.